Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh review của Bách Hóa Xanh. Thì các bạn cũng thấy đó, đã thấm thoát là 2 tuần rồi chúng mình không gặp nhau, thì cũng do là đại dịch Corona đang hoành hành rất là phức tạp và mọi người phải tuân thủ giãn cách xã hội tại nhà để bảo vệ cho bản thân cũng như là cho gia đình của chúng ta. Hôm nay đang quay trở lại đây để review cho các bạn một sản phẩm cực kỳ hot trong thời gian hiện nay. Như các bạn cũng biết đó, chúng ta đang bước vào một đợt nắng nóng kỷ lục và đang nghe nói là đợt nắng nóng này sẽ kéo dài tới khoảng giữa tháng 5 lận. Và nếu mà như trước dịch thì đang sẽ rủ bạn bè đi đến những hàng quán để thưởng thức những món trà đào hay là trà sữa cực kỳ mát lạnh. Nhưng mà tiếc thay thì dịch thì mọi hàng quán đều đóng cửa hết rồi. Nhưng mà tình cờ đăng lướt trên Facebook thì có thấy một loại trà của Koji vừa mới được ra mắt, có những lời khen có cánh dành cho loại trà này. Thì đăng quyết định sẽ mang những loại trà này về và thử và review cho các bạn xem. Ta-da! Và đây là ba loại trà đang hot rần rần trong thời gian hiện nay. Thì trên bàn đăng đang có là loại trà đào xả, đây là trà tắc mật ong và cuối cùng là loại trà vải. Thì trà vải này đang kiếm rất là khó, không biết sao mà trên thị trường có hai loại trà này rất là nhiều, còn loại trà vải thì kiếm rất là khó khăn các bạn. Nếu như các bạn quan tâm tới hương vị nó như thế nào thì hãy xem tiếp video để đăng review cho các bạn về hương vị của những loại trà này nhé. Trước giờ thì Koji nổi tiếng với những loại trà túi lọc giống như là trà đen nè, trà gừng nè, trà đào hay là trà sữa. Thì đây là lần đầu tiên mà Koji cho ra mắt loại trà pha sẵn đóng hộp cực kỳ tiện lợi như thế này. Đầu tiên cảm giác của đăng khi mà cầm trên tay em nó thì rất là nhỏ gọn, với dung tích chỉ có 225ml thôi, rất là gọn gàng luôn. Thật sự thì lúc đầu đăng xem hình trên mạng thì đăng cứ tưởng là hộp sẽ lớn hơn, nhưng mà ai ngờ đâu lúc nhận thì nhỏ cỡ này thôi. Về thiết kế thì đăng thấy thiết kế hộp rất là dễ thương, với những hình ảnh trái đào, nhánh xả hay là trái tắc cùng với mật ong và trái vải rất là bắt mắt, nhìn thôi cũng cảm thấy là muốn uống ngay rồi. Và một đặc điểm mà đăng rất thích ở sản phẩm này đó chính là sản phẩm được đặt trong một hộp giấy, đúng với tiêu chí bảo vệ môi trường mà đăng luôn đặt lên hàng đầu mỗi khi lựa chọn một sản phẩm nào đó. Kế đến nữa, trên mặt trước của hộp còn có ghi là không chất bảo quản. Điều này thì làm cho mình mặc dù chưa dùng thử sản phẩm nhưng mà cảm thấy có cảm tình rồi. Thường thì những sản phẩm đóng hộp sẽ cho những chất bảo quản vào bên trong và điều này cực kỳ không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Nhưng mà Koji đã rất là tinh ý khi mà cho cái dòng chữ không chất bảo quản ngay lên trên bao bì để giúp chúng ta an tâm hơn về độ tự nhiên của sản phẩm đó các bạn. Ngoài ra thì các mặt còn lại của sản phẩm đều có đầy đủ những thông tin về nơi sản xuất, hàng sử dụng, thành phần. Mà đăng cũng đã tìm hiểu được thêm một thông tin, đó chính là sản phẩm này được sản xuất với công nghệ đóng hộp hiện đại của Thụy Điển nên hoàn toàn đảm bảo về hương vị thơm ngon tự nhiên, những loại vitamin, khoáng chất có trong trái cây đều được giữ lại hết. Ok, và bây giờ đăng sẽ thử những loại trà này xem hương vị nó như thế nào. Và để ngon hơn thì các bạn nhớ để lạnh và lắc đều trước khi uống nhé. Và sản phẩm đầu tiên đăng sẽ thử đó chính là trà đào xả nha các bạn. Đây. Rất là ngon luôn các bạn. Mùi đào rất là thơm và đậm đà. Mùi xả nó hơi thoang thoảng nhẹ nhẹ thôi. Và đặc biệt là nếu các bạn dùng chung với lại những cái miếng đào mà sẽ y chang là ngoài tiệm bán luôn. Do sản phẩm đang chưa để lạnh trong tủ lạnh nên bây giờ đang sẽ uống kèm với đá thử xem hương vị nó như thế nào nhé. Cái tiếng róc rách nó nghe rất là đã tai các bạn. Sản phẩm khi mà dùng với đá thì rất là ngon các bạn, nhưng mà mình cảm giác nó hơi nhạt so với mình dùng nguyên bản. Vậy nên nếu các bạn mà có muốn sử dụng với đá thì mình nên cho một tí đường vào sẽ tròn vị hơn. Còn khi mà các bạn dùng để trong tủ lạnh thì sản phẩm sẽ ngon hơn và đầy đủ hương vị hơn. Nhưng mà mình thấy Koji đã làm rất tốt trong việc chuyển từ trà túi lọc qua sản phẩm trà trái cây pha sẵn như thế này. Mình cảm giác cái hương vị trái cây nó rất là tươi các bạn. Khi mà mình uống thì mình cảm giác từng hương vị nó giống như là đào, sau đó các bạn nuốt vào trong cổ họng thì các bạn sẽ có cảm giác như hơi hơi cái mùi xả nó sọc lên một chút xíu. Rất là tuyệt vời. Và sản phẩm tiếp theo mình sẽ thử đó chính là trà tắc mật ong này nha các bạn. Hương vị rất là thơm. Rất là ngon luôn các bạn. Mùi tắc rất là thơm và hương vị nó rất là ngọt thanh, cũng như là mình cảm giác sản phẩm này như là ở nhà mẹ mình hay làm trà tắc cho mình uống vậy đó. Thì so với sản phẩm trà đào thì mình thấy mình thích trà tắc mật ong hơn. Với loại trà này thì mình khuyên các bạn nên để tủ lạnh trước khi uống vì nó sẽ giữ lại toàn bộ hương vị cũng như là tròn vị hơn so với việc các bạn uống chung với đá, nó sẽ bị nhạt hơn các bạn. Và cuối cùng đang sẽ thử loại trà vải này để xem hương vị nó như thế nào. Loại trà này thì rất là khó kiếm, để xem nó có đáng giá với công sức của đăng không nha. Mùi vải cũng rất là thơm. Ừ.
rất là thơm mùi vải luôn các bạn. Nhưng mà đang cảm giác nó không có nhiều vị trà bằng trà đào với lại trà tắc mật ong. Thì hương vị nó cũng là khá ngon đó. Nhưng mà đối với Đăng thì Đăng thích hai loại trà này hơn, vì nó có vị trà nhiều hơn, xen lẫn một chút trái cây trong đó. Thì theo sở thích của các bạn thôi. Nếu mà các bạn cảm thấy thích hương vải nhiều hơn thì các bạn có thể chọn loại trà này, cũng sẽ đáp ứng được nhu cầu của các bạn. Ok, tổng kết lại thì Đăng rất là thích ba loại trà này. Hương vị thì rất là thơm ngon, dễ sử dụng, cũng như là mức giá thành rất là hợp lý cho một hộp với dung tích là 225ml. Với dung tích này thì các bạn có thể dễ dàng bỏ vào trong ba lô để mang đi học cũng như đi làm, rất là thuận tiện. Và một đặc điểm nữa Đăng rất thích đó chính là sản phẩm thiết kế nắp vặn như thế này. Khi mà các bạn uống không hết thì mình có thể đóng nắp lại và bỏ vào trong tủ lạnh ngăn mát để mình trữ, sau đó là mang ra dùng tiếp. Về hương vị thì Đăng thích nhất là sản phẩm trà tắc mật ong này. Thì sản phẩm này rất là thơm trà. Đăng thì Đăng thích những sản phẩm nào mà có vị trà nhiều, cũng như là mùi tắc nó thoang thoảng. Nhưng mà tùy theo sở thích của các bạn thì các bạn cũng có thể sử dụng chọn loại trà vải hoặc là trà đào xả. Nếu các bạn thích sản phẩm nào thì hãy comment bên dưới để Đăng biết nhé. Video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Thì nếu các bạn cảm thấy thích video này thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Bách Hóa Xanh để chào đón những video tiếp theo của tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đặt online giao hàng tận nhà đúng giờ, giảm 50% phí giao khi mua từ 300.000 đồng, đổi trả sản phẩm trong vòng 48 giờ. Đặt mua online ngay tại Bách Hóa Xanh. Chọn Bách Hóa Xanh, mua nhanh mua dễ.